Anh Vin cùng hai bạn Vibo xin chào các bạn nhỏ dễ thương của chương trình Khám Phá. Xin chào. Vibo ơi, trong mùa hè này hay những dịp lễ Tết thì các em thích đi đâu chơi nhất nè? À, đi chơi. Em thích nhất là đi tắm biển hay đi tới các khu vui chơi. Có đủ trò chơi hết, vui quá là vui. Còn Bo thì sao? Sao nhắc đến việc đi chơi sao em biết sĩ vậy? Em hả? Em cũng thích đi chơi lắm chứ. Nhưng ba mẹ em bận lắm, cứ định dẫn em đi chơi rồi lại hoãn hoài à. Như hè năm ngoái á, ba mẹ định cho em đi biển mà cuối cùng bà đi công tác, em với mẹ nằm ở nhà gặp lúc mưa suốt 2 ngày thứ bảy chủ nhật, cuối cùng toàn ở nhà khỏi đi đâu luôn. Trời, tội nghiệp chị Bo thiệt á. Chán nhất là nghỉ hè mà không được đi đâu hết, nằm ở nhà coi tivi hay chơi điện tử riết cũng chán ngán luôn. Anh cũng biết là không phải bạn nhỏ nào cũng có thể cùng ba mẹ mình đi chơi vào những dịp lễ hoặc là nghỉ hè đúng không nào? Nhưng tốt nhất là chúng ta phải tự tạo niềm vui cho chính mình thôi. Tại sao các em không tự khám phá ngôi nhà của chính mình đi? Hả? Khám phá nhà mình. Nhà mình ở mỗi ngày thì có gì mới mà khám phá? Chưa chắc đâu nha. Bây giờ anh xin mời Bi và Bo chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phim ngắn sau để xem các bạn nhỏ chúng ta khám phá ngôi nhà của mình như thế nào nha. Hôm nay á, mẹ phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa, hai đứa ở nhà chơi với nhau không cho hai đứa đi chơi được đâu nha. Đồng ý không? Yeah. Thấy hai anh em coi tivi nha. Chà, lại một ngày thứ bảy ở nhà chẳng được đi đâu chơi. Không biết hai chị em Nấm và Su phải làm gì đây? Coi tivi hả? Cũng được đó. Nhưng coi hoài rồi cũng phải chán chứ. À, hôm nay hai chị em sẽ làm một điều thật mới lạ: khám phá ngôi nhà của chính mình qua các trò chơi. Đầu tiên là trò trốn tìm. Chán rồi, đổi trò chơi thôi. Nếu tìm được một tờ giấy lịch to, bút, thước cùng mấy thứ đồ nhỏ linh tinh thì thật là tuyệt. Trò ô ăn quan đã sẵn sàng. Trò chơi dân gian này dễ lắm. Hiện nay các cô giáo trong trường mầm non đều có dạy cho các bạn. 10 ô hình vuông là các ô dân, 2 ô vòng cung ở hai đầu gọi là ô quan. Các quan và quân có thể là bất cứ thứ gì bạn tìm được trong nhà. Quân cờ, nút áo, hạt trái cây, miễn là hai quan phải to hơn 50 quân là được. Hai người chơi ngồi hai bên, lần lượt bốc quân ở ô bất kỳ, để rải một quân ở tất cả các ô đi qua. Rải đến khi nào gặp một ô trống, trừ ô quan, thì được ăn số quân ở ô liền sau ô trống đó. Cứ rải quân như vậy cho đến khi nào ăn hết quan, thì đếm số quân ở hai bên, ai nhiều hơn là người thắng. Chà, trò này dễ ghiền lắm nha. Hai chị em có thể chơi cả tiếng đồng hồ mà chưa chán đó. Ngồi hoài mỏi rương rồi, tìm trò gì vận động một tí đi. Mỗi lần uống nước suối hay nước ngọt, bạn đừng vứt vỏ chai nhựa đi mà hãy để dành lại. Lấy bút lông đánh số từ 1 tới 10 nè. Xếp theo thứ tự như vậy nè. Thêm một trái banh nữa. Trò bowling tại nhà là đây, đâu cần tới khu vui chơi làm gì. Và nếu có một cái gầm cầu thang hay góc nhà sạch sẽ, các bạn cũng có thể biến nó thành một ngôi nhà ấm áp để chơi nhà chòi. Nấu ăn nè, đút cho em bé nè. Chà, thật là nhiều thứ để chơi. Nhưng chơi thôi thì chưa đủ,
hai bạn nhỏ cũng có thể giúp mẹ những việc vừa với sức mình, ví dụ như lau bàn ghế hay quét nhà. Nắm cầm chổi sai tư thế rồi. Con cầm chổi phải nằm xích lên trên. Rồi khi con quét á, con đừng có hất chổi qua nè, hất chổi lại nè, bụi nó sẽ bay hết vào mặt của mình ha. Con chỉ quét một đường thẳng thôi, được chưa? Khom người xuống tí xíu. Rồi con quét một đường thẳng thôi. Nắm tiếp tục giúp mẹ nha. Giỏi. Dọn dẹp và khám phá phòng khách đã xong, cùng lên phòng ngủ thôi. Phòng ngủ thì ít đồ đạc hơn, nhưng cũng có nhiều thứ để chơi lắm. Nếu có một thùng giấy cứng hay một cái nệm xếp như vậy thì còn gì bằng. Dựng lều lên nè, lót sàn cho êm nè, thêm đồ chơi nữa. Chà, êm quá đi thôi. Sáng sáng rồi, dậy đi thôi, giúp mẹ việc gì đây ta? À, xếp mền gối. Xếp mền là một việc khá khó đối với các bạn nhỏ tuổi, nhưng nếu có hai người cùng làm thì dễ hơn nhiều. Quần áo hả? Quần áo thì nhỏ hơn mền, nhưng lại phức tạp hơn. Muốn xếp cho đẹp thì phải tập vài lần mới được. Rồi, nắm xếp áo nha. Trước khi xếp thì nắm phải lộn cái áo ra mấy bên tay mặt. Không xếp áo bề trái ha, mình xếp áo bề mặt. Bây giờ nắm cái đỉnh vai ha, với lại cái tay áo. Bên kia cũng vậy nắm ơi. Rồi nắm gập thôi lại nó lại như thế này. Rồi nắm vũ mạnh lên. Rồi đúng rồi, nắm hai cái bề la này ha. Rồi nắm vũ vậy nè nha. Rồi nắm gấp tay áo vô. Đúng rồi, rồi gấp lại như thế này nha, nắm nha. Và nếu nhà bạn có một cái ban công nho nhỏ, bạn có thể tự trang trí cho nó bằng vài chậu cây hay treo vài món đồ trang trí tự chế. Mẹ ơi, thấy có đèn đẹp chứ? Ồ, đâu đẹp quá vậy ta? Nắm giỏi quá ta. Con tự tay làm đó. Nắm giỏi quá ta. Khen ngợi nắm nha. Ái chà, thì ra ở nhà cũng có nhiều trò vui quá ha. Để em về nhà rủ anh hai chơi với em, tốt hơn nhiều so với coi tivi hay chơi điện tử cả ngày. Em cũng sẽ vừa chơi vừa giúp mẹ, hay bày trò chơi với ba mẹ mỗi khi ở nhà. Vậy thì không được đi du lịch cũng không có buồn nữa. Mà nè Bi với Bo ơi, dù chúng ta chơi ở nhà thôi, nhưng mà phải chú ý phải giữ gìn nhà cửa thật ngăn nắp nhé. Đừng để cho ba mẹ phải la gì cái tội bày bừa phá phách, hoặc là đảm bảo cho mình là an toàn, không bị thương tích khi mà chúng ta ở chơi ở nhà nha. Làm sao bị tai nạn được anh? Nhà của mình quen nhất rồi còn gì. Chà, Bi của chúng ta lại tự tin vậy sao? Vậy thì bây giờ anh xin mời Bi và Bo chúng ta sẽ cùng xem các bạn nhỏ lúc nãy sẽ gặp những nguy hiểm gì nha. Ah.
À, em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận hơn khi chơi ở nhà, để khỏi bị tai nạn. Và nhất là không làm đổ bể đồ đạc, không còn bị ba mẹ gọi là Bi hậu đậu nữa. Bi giỏi lắm. Anh tin là Bi và Bo chúng ta rất là ngoan và cũng sẽ làm được mà thôi. Và nên nhớ là ngôi nhà thân thương sẽ gắn bó với Bi và Bo trong nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí đến lúc Bi và Bo chúng ta không lớn nữa đó. Vậy thì các bạn ơi, hãy cùng nhắc lại xem hôm nay chúng ta đã khám phá những gì trong ngôi nhà của chính mình nha. Chúng ta đã khám phá phòng khách, phòng ngủ và ban công. Chúng ta đã biết thêm một vài trò chơi dễ làm, dễ chơi tại nhà. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, những lúc ở nhà chúng ta cũng có thêm nhiều việc vừa sức, vừa độ tuổi để giúp đỡ ba mẹ. Chúng ta phải cẩn thận khi chạy nhảy, coi chừng vấp hay bị trượt té. Không lôi kéo, đánh đu vào màn cửa. Không leo trèo lên bàn ghế. Cẩn thận với cái góc nhọn, cạnh bàn và đồ dễ bể. Đừng nghịch phá ổ điện, dây điện. Không chạy nhảy, đùa giỡn khi đi cầu thang. Cẩn thận khi đóng mở các cửa và hộp tủ để khỏi bị kẹt tay. Không leo trèo trên cửa sổ hay ban công. Và các ba mẹ ơi, hãy bảo vệ bé cưng của chúng ta trong ngôi nhà của chính mình nha. Và đặc biệt là phải thường xuyên trò chuyện, hướng dẫn các bé về các nguyên tắc an toàn dù ở nhà hay ở bên ngoài. Và quý vị hãy nên nhớ là chúng ta sẽ sắp xếp bố trí, ngăn nắp những vật dụng trong nhà để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Ví dụ như các loại tủ cao, nặng cần được đóng cố định vào tường để phòng trẻ lôi ngã. Các tivi được cố định vào tường hoặc đặt trên tủ thấp để khỏi đổ lên đầu, lên người trẻ. Cầu thang và ban công phải đủ ánh sáng và có lan can, tay vịn chắc chắn. Khoảng cách giữa các thanh dọc của lan can đảm bảo trẻ dưới 6 tuổi không chui lọt và không có thanh ngang để trẻ em sử dụng trèo qua. Tay vịn lan can cầu thang, ban công phải cao từ 90cm trở lên, có chỗ tựa cho phép nắm chặt được. Cửa sổ phải có chấn song, các thanh dọc chắc chắn và khoảng cách đảm bảo trẻ không chui qua được. Các cửa ra ban công phải khóa, chỉ mở khi có mặt người lớn, đừng bao giờ để trẻ một mình ra ban công. Sử dụng các loại kính an toàn, khó bể. Chú ý các quy định về an toàn điện khi thiết kế hệ thống điện gia dụng. Quý vị các bạn có thể tham khảo quyết định số 548 ngày 6 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiêu chí ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em để bảo vệ bé cưng của chúng ta ngay tại chính ngôi nhà của mình. Ước gì ba mẹ chúng mình cũng có mặt ở đây để cùng chúng mình khám phá và hiểu thêm về ngôi nhà ấm áp, thân yêu và an toàn của chúng mình. Không cần ba mẹ phải tới đây đâu, chỉ cần cùng các bạn đón xem chương trình Khám Phá theo khung giờ phát sóng sau đây. Ngoài ra quý vị các bạn có thể liên lạc với chương trình theo địa chỉ sau đây. Và trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ cùng khám phá một căn phòng rất đặc biệt ngay tại ngôi nhà của chúng mình với rất nhiều điều mới lạ và bổ ích. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Anh là Vin cùng hai bạn Vi và Bo. Xin chào và hẹn gặp lại.